Câu số 4 nhé, là trong cái thí nghiệm nghiêng về giao thoa ánh sáng thì khoảng cách giữa hai khe A là bằng 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màng là 20 m. Trong vùng giữa hai cái điểm M và N, với M và N cách nhau là 2 cm, thì người ta đếm được là có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là các vân sáng, hỏi bức sóng được sử dụng. Thế thì trên cái vùng giao thoa đó giữa hai điểm M và N thì là hai cái vân sáng nào đó, không cần biết là nó như thế nào, nó ở cái cụ thể ở cái vị trí nào so với lại vân trung tâm cả. Đấy, thì ta cứ lấy đại khái hai cái điểm M và N đây. M và N. Thì M là một vân sáng, N là một vân vân sáng. Và xen giữa M và N là bao nhiêu ấy nhỉ? 10 phân tối. Thế vì chúng ta để ý này, sáng xong đến tối, xong đến sáng, xong đến tối, tối thể hiện bằng cái này. Sáng này, M đây nhá. Xong đến phần tối, M là sáng này, xong đến tối này, xong đến sáng này, xong tối này, đúng không? Sáng nhé, tối nhé, sáng nhé, tối nhé, sáng nhé, tối nhé, sáng nhé, tối nhé. Đấy. Như vậy thì giữa M và N có 10 cái phân tối. Thì điều này chứng tỏ là có bao nhiêu khoảng vân? Ta để ý được. Giữa hai cái sáng liên tiếp là có một cái phân tối mà. Thì nếu như mà có 10 cái vân tối thì suy ra là có 10 cái khoảng vân. Cái này đây, khoảng cách từ M đến N là 10 y. À, thế thì đến đây thì dễ quá đi mất. 10 y thì bằng mấy? Bằng 2 cm, tức là bằng 20 mm. Thế vậy là y là bằng mấy? Y là 20 chia cho 10 là 2 mm. Đã biết y rồi thì tính D quá dễ đúng không? Y thì bằng lambda nhân với D trên A, vậy thì lambda sẽ bằng y nhân với a chia cho d, thế thôi, rất là dễ. Y đây thay bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 3 a mấy nhỉ, 0,5 nhân với 10 mũ trừ 3 chia cho d, d với chia nhỉ, d bằng 2, thì 2 với 2 đây là hết đúng không? Đấy. Còn lại là 0,5 nhân với 10 mũ trừ 6 mét, 0,5 nhân 10 mũ trừ 6 mét tức là 0,5 micromet.